Ơi, xin chào anh em ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy 15 cây gồm 11 con cắt cỏ và 4 con cưa. Cưa thì có là 2 con tay cục và 2 con tay dài. Cắt cỏ thì có cho anh em là một con Echo khủng long ăn cỏ nè, tum gời. Con Hitachi rất là đẹp luôn ha, hàng như hàng thùng luôn. Con Shindewa trợ lực nè. Con Echo bình xăng trên. Dưới thì có cho anh em một con Magu 2330 tum gời và chạy bình xăng con là 2 kim luôn ha. Shindewa X25 bình xăng trên. Ủa lộn, bugi đứng. Nồng đứng đó anh em. Con xin con Mitsubishi TL231. Con này thì là chạy bình xăng con 2 kim nè, le tự động và tum gờ tum nhôm luôn ha. Một con Shindewa Kiwit Gen trợ lực tum nhôm, con này 34 ly nha anh em. Con Gabit dòng này dòng Gobin ha, hạng như hàng thùng luôn nè. Con này tum gờ bình xăng con là 2 kim luôn ha, zin luôn. Con này là con Ryobi đời máy là Komatsu nha anh em, trợ lực. Và con cuối cùng là con TB26 ha, 34 ly, đời đề cao nha anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em cái lô máy này, em nghĩ là nhiều anh em cũng đi chơi rồi. Thôi nhưng em lai đại đi, coi như là ngày nào cũng có cái clip cho anh em xem. Thì clip của em sẽ là dao động là từ 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày nha anh em. Anh em nào mới xem clip thì nhớ phía dưới clip sẽ có một cái nút đăng ký kênh. Và anh em bấm nút đăng ký kênh thì nó sẽ hiện ra cái chuông thông báo. Thì anh em bật luôn cái chuông thông báo giùm em ha. Để khi mà em lên clip hàng ngày thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất. Địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ anh em. Số điện thoại chốt máy là 0917414042 ha. Số này có Zalo nha anh em. Kênh của em là cửa hàng Mai Văn Tèo. Hình thức mua bán bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em mình được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Rồi hôm nay em lên cho anh em cái lô chữ R và cái ngày của nó là ngày 10 tháng 4 nha anh em. Rồi, con đầu tiên là con cưa tay cục con R1 ha. Rồi, máy nấu giòn anh em, nhớt lam ga ok nha. Con này nòng 38 ly, nó 35cc nha. Con này thì nó có e là e tự động nè. Anh em gạt xuống là đóng e ha. Anh em chỉ việc lên ga thôi là e tự động nó mở cho mình luôn. Có bơm xăng phụ cho mình luôn nha. Em kiếm cái bơm xăng ở đây. Bơm xăng phụ nằm đây nha anh em. Và con này có luôn cả khóa xích. À, khóa xích cho mình luôn. Rồi, công tắc của nó là Y là mở, O là tắt. Anh em nhớ vậy thôi ha. Lam Tanaka nè, lam green, hai mặt còn tem đầy đủ nha anh em. Lam cũng khá là dài nha. Lam 4 tắc. Dòng này anh em cưa củi là ngon lành cành đào. Tăng đôi xích nằm trên lam luôn nha anh em. Nó cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ dùng luôn. Con này anh em dùng gia đình là cực kỳ hợp lý. Nó nặng chỉ khoảng 3,5-4kg thôi nha anh em. Anh em cầm một tay đều được ha. Và con này là sát lớn anh em, nhìn rất là dày dặn luôn. R1 giá 2,2 triệu. R2 con R2 là con Echo nha anh em. Con này là GC3301 ha, nòng 36 ly, con này 30cc. Số xe ghi máy còn nha, made in Japan đầy đủ nè. Cái công ty sản xuất là Kiwit Corp đó. Con này là có bơm xăng phụ luôn anh em, bơm xăng còn rất là mới nè. Anh em nhìn thấy xăng ở trong nè. Ha. Con này có khóa xích nha. Khóa xích rất là nhẹ. Rồi, e máy nằm đây nha anh em, kéo ra đóng me nè, anh em đẩy vô là mở e. Con này lam green luôn nha, lam Echo hai mặt còn như nhau. Xích con này thì nói chung là đã bị mắc như là nó mài muốn hết luôn rồi. Thì cái này nữa là em sẽ bù lại cho anh em bộ xích mới 100%. Tăng lên xích nằm đây ha. Con này giống như cái con Gilby hồi trước em có like anh em, cái màu vàng á. Là cái phần bô nó quay xuống nè. Là nó hay khi mà anh em cắt cái bô này, cái phần khối, cái hơi nóng nó sẽ quay xuống. Nó không có ảnh hưởng cái người đứng bên hông mình. Ha, là rất hay luôn. Phần phía dưới cũng còn mới luôn nha anh em. Kiểu như dính nhớt nhiều thôi chứ nó còn khá là mới nè. Anh em nhìn thấy không? Ha, rất là mới luôn, tăng được xích đầy đủ nha. Mặt tiền máy nè. Ha, rồi, con EG2 giá 2,4 triệu nha anh em. Lam cũng là lam 4 tắc cho mình luôn. Dòng này đầy cao nha anh em, dòng này cầm con này chỉ có 3 kg thôi ha. Cưa tay cục. Tiếp theo là con EG3.
Ơi con R3 là con Sinewa, dòng Sinewa 300 nha anh em. Sinewa hình con sư tử nè. Nòng con này là 36 ly, 30cc. Made in Japan có đầy đủ nha, số seri còn luôn nha anh em. Đó, anh em nào cẩn thận thì có thể chụp màn hình lại số seri lại. Hàng anh em chốt tới nơi kiểm tra đúng số seri anh em hãy nhận ha. Con này nói chung là dòng của anh em đúng là dòng xài gia đình, nhưng mà đời cao hơn là do thằng này nòng đứng ha, đời nó đời cao hơn chứ nó cũng là tay dài đó nha anh em. Thì con này anh em mình dùng cưa củi gia đình vòng vòng nhà nó sẽ hợp lý hơn. Anh em lưu ý cái chỗ này, chỗ chụp bugi này nó hơi bị nứt chỗ này nha, cho nên giá con này hôm nay em hạ cực kỳ sâu, chỉ còn 2,4 triệu thôi. Chứ nếu đúng giá nó thường là 2,8 triệu là nha anh em ha. Nòng đứng nè, Lamborghini luôn nha. Xin đây qua cái chụp giật là con sư tử nha, hai con sư tử đầu với nhau á, làm ghim luôn nha anh em. Làm con này làm 3 tấc 3 nha ha, anh em dùng cưa gia đình hợp lý nha. R3 giá 2,4 triệu, anh em lưu ý giùm em chỗ này nha, cho chỗ này nó hơi bị nứt nè, cho nên em bán 2,4 triệu nha. Đó, cái nào cũng có cái giá của nó nha anh em. Rồi tiếp theo là con R4. R4 là con Echo nòng đứng anh em. Hôm qua em lên có con mà đâu 3-4 anh chốt đó, rồi có cho số điện thoại em mà, nhưng mà em bị em quên đó anh em, quên số á. Thì anh em nào hôm qua chốt hụt thì hôm nay liên lạc lại giùm em nha, do em bị mất số điện thoại rồi. Hôm qua con kia là GC35AL, con này là GC35A, nó thiếu cái chữ L hơn anh em. Nhưng mà bù lại thì công chức năng nó cũng như con kia. Thứ nhất là chụp giật trợ lực nè, chụp giật 2 tầng nha, giật rất là nhẹ. Thứ hai là con này là le tự động, bơm xăng phụ, và con này có luôn khóa xích nha. Ha, đầy đủ cho mình hết. Xích con này làm mà làm ghim luôn nha anh em, làm Echo nè, làm dài nha. Hai mặt là tem mát còn đầy đủ nha. Làm khá là dài luôn á. Là 4 tấc rưỡi nè, dài kinh khủng luôn nha. Tăng đôi xích nằm đây. Ha, con này là đời nòng đứng nha anh em. Rồi, số seri máy đây. Anh em nào cẩn thận thì có thể chụp số seri lại nha. Con này là Made in Japan đầy đủ nè, và công ty sản xuất cũng là dòng công ty Kiwit Corp luôn. Phần dưới nó nè còn rất là mới luôn, anh em thấy không, còn mới trên 90% ha. Chung con này dòng máy ít dòng đứng này là dòng đứng là ít ít bển ít, người ta xài ít lắm em, xài ra phần là xài ít lắm, kiểu như gia đình người ta lâu ta xài một lần thôi. EG4 giá 3 triệu, thì cưa này là em đã bao gồm là giá, đã bao gồm phí ship và phụ tùng cho anh em là 4 món đi kèm ha. Rồi tiếp theo là con EG5, từ EG5 tới EG15 là cắt cỏ nha anh em. Rồi, EG5 là con Kiwit dòng Echo khủng long ăn cỏ nha. Đời này em hay nói với anh em hoài nè, áo nhôm nè, chạy cực kỳ bền và cực kỳ rẻ luôn, chỉ 1,4 triệu thôi. Anh em nào mua cắt cỏ chơi đông giặt ăn là lấy mấy con này ha. Thứ nhất là bền bỉ nè, thứ hai là chạy ngon lành cành đào đó, ít hư lật chặt đó. Bình sao lớn của máy là zin nguyên bản nè, ốc nè, còn 7 màu đầy đủ mình luôn. Con này thì dòng này lúc nào cũng vậy anh em, lên là bình xăng 2 kim là 2 kim mới không, đa phần là vậy luôn. 9-10 cây là hết, 8-9 cây là bình xăng 2 kim mới hết. Tum gời tum nhôm, công tắc máy nằm đây ha. Rồi láp chắn cỏ đầu bò đầy đủ mình luôn nha anh em. EG5 giá 1,4 triệu, dòng này anh em có thể cắt mướn cũng được nha. Những anh em nào đang làm công trình đó, lấy mấy con này cắt cho nó ngon. R6 nổ đều giòn ha. R6 là con Hitachi, con này nòng 32 ly, 23cc anh em. Số seri máy còn nè ha, 271 289 nè. Con này máy nòng đứng nha, áo là như mới như chưa xài luôn, bốn con ốc chụp giật còn trắng tươi luôn nha anh em. Đây ha, bình xăng con quanh gồ nha, chữ chào báo nè anh em, nòng đứng rất là mới, tum liền tum nhựa Hitachi Tanaka, công tắc máy nằm đây ha. Rồi con này láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình luôn. R6 con Tanaka 23, nòng 32 ly, 23cc, máy nòng đứng giá 1,4 triệu ha. EG7 rồi, máy nổ
khẩu đều và giòn ha. AR7 là con Cinewa, con này là chụp giật trợ lực có dây thiều nha anh em, giật rất là nhẹ. Con này thì bình xăng lớn em đã thay mới nha, do bình xăng zin nó bị bể nha anh em. Bình xăng con là gang ngang zin nha. Con này được cái là tum liền tum nhựa, khá là nhẹ nha anh em. Công tắc máy nằm đây ha. Thường mấy con Cinewa này anh em mua về dùng gia đình á thì anh em sẽ mua để cắt cỏ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em có thể là gắn thêm cái tu hít để anh em là bơm nước đều được hết luôn nha. Dòng này bơm nước khá là ngon. Đầu ga 27 là anh em có thể đi được 10 đến 15 m đó. Con này nòng 32 ly, nó 23 cc ha. Rồi, lắp chắn cỏ đầu bò đầy đủ nha. Trên cái lắp có chữ shop đó là dòng máy chạy giật trợ lực đó. R7 giá 1.450.000. R8 là con kêu quýt. Dòng này dòng khủng long cỏ mà nó mạnh hơn anh em, tại vì con này máy bình xăng trên nha, xăng ở trên đổ thẳng xuống đó rất là khỏe. Thì thường là con này 32 ly nó 25 cc, nhưng mà cái độ khỏe thì đối với thằng nòng mà bình xăng dưới đó, thì cái thằng này nó sẽ hơn nhiều, nó sẽ khoảng là tầm 27-28 cc đối với máy bình xăng dưới. Tum gợi tum nhôm 2501. Rồi, con này lắp đậu bò đầy đủ nha anh em, cùm là cùm gin tay gin luôn nha. R8 giá 3.200.000. Con này ổ lộn, R8 giá 1.450.000, 32 ly. Cái con máy bình xăng trên đó thì anh em nhớ lưu ý giùm em, khi mà hàng anh em xài rồi qua đêm đó, anh em nhớ khóa xăng lại giùm em. Khi nào xài anh em mở xăng xuống ha, anh em nhớ giùm em cái chỗ này. Thì con này anh em có thể cắt bằng dây cước hoặc là cắt bằng dây xích đều được hết luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo con R9. Khi mà lên ga anh em, lên ga xong em hạ xuống em lên cho liền đó, là anh em thấy con máy lên rất là ngọt, chứ nó không có kiểu như nó bị sừng sững. Khi mà anh em hạ ga mà em lên liền mà nó bị tắt ngang đó là cái đó con đó hiếu xăng. Còn ở đây là em test máy, rồi em hạ em lên ga xong em hạ đột ngột và em lên ga đột ngột luôn thì con máy vẫn chạy bình thường, là xăng qua đều rất là đều luôn ha. Rồi con R9 là con Maguyama MB2330, nòng 32 ly, con này 23 cc, bình xăng 2 kim quanh gồ zin luôn anh em, lợi xăng nhảy nổ và qua xăng rất là ngọt đó. Nãy em có ví dụ điển hình cho anh em xem đó. Trong lốc máy là có dập bách in cho băng nha. Đặc biệt của con này là tum gời tum nhôm, anh em có thể tháo gời đầu máy nha. Công tắc nằm đây ha. Rồi con này tai lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. R9 giá 1.550.000. R10 R10 là con Cinewa nòng đứng nha anh em, nòng 32 ly, 25 cc, Cinewa S25 nha anh em. Đây số series máy còn nha, anh em có thể chụp màn hình lại mình về hàng tới mà kiểm tra nha anh em. Con này là máy là áo vỏ bằng nhôm nha, bình xăng lớn mới và bình xăng con 2 kim cũng mới luôn nha. Con này tum nhôm ha, nhưng mà anh em lưu ý con này dòng này 4 ốc nhưng mà anh em không có dặn tháo đầu máy được nha. Tháo đầu máy ra anh em không có chế cháo gì được hết, anh em nhớ lưu ý cái dòng Cinewa đặc biệt chỗ đó đó. Rồi cùm lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. R10 giá 1.500.000 ha. Tiếp theo là con R11. R11 là con Mitsubishi TL231 nha anh em, chụp giật trợ lực nha. Nòng 31 ly, 21 cc, bình xăng con 2 kim, ga ngang, quanh gồ, le đỏ tự động luôn. Lốc máy dập mít in như băng đầy đủ nha. Bình xăng co, bình xăng lớn zin nguyên bản nè, hỏng đổ xăng là hỏng quay lên cho mình luôn. Đặc biệt của con này là tum gời tum nhôm ha. Đây, mô đem máy đầy đủ mình luôn, số series còn luôn nha anh em. Rồi con này thì hiện tại đang gắn là tay đơn nha anh em. Anh em chốt mà muốn đổi thành tay đôi thì lúc chốt nhớ báo giùm em ha. Chắc cỏ đầu bò đầy đủ nguyên zin nguyên bản cho mình hết luôn. Máy con này là zin nguyên cây ha. R11 giá 1.700.000.
R12. Rồi, tiếng máy nổ cũng khá là chắc, cũng khá là giòn luôn. R12 là dòng Kiwit Gen nha anh em, ê chung trắng đó, nòng 34 ly, 26cc ha. Bình xăng lớn thì thay mới nha anh em, được cái là bình xăng rất là dày và họng là họng quay lên, cực kỳ dễ đổ xăng. Bình xăng con là bình xăng zin nè, tum nhôm nha anh em, rất là chắc chắn ha. Đây, tem mát nè, 260 26XDX nè. Rồi, chấm cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. Con này thì chỗ cái tum này nó hơi bị chốc chốc xíu đây nè, gọi là oxy quá anh em, cho nên nó bị chốc ra nè, cho nên là nhìn nó không có được bắt mắt, nên cho nên hôm giá hôm nay là em hạ cho anh em chỉ còn 1,7 triệu thôi, chứ thường con này mà rẻ lắm là cũng phải 1,8 triệu 9 nha anh em. R12 giá 1,7 triệu. R13 R13 là dòng Gabit, dòng này dòng của thằng Gobin nha anh em. 34 ly, 26,7cc nha. Made in Japan đầy đủ nè. Bình xăng lớn zin nè, họng cũng là họng quay lên cho mình luôn. Bình xăng con là hai kim quanh gồ zin nha anh em. Trong lốc là có dập da băng hay nè anh em ơi. Đây ha, made in Japan nè. Đây ha, không có lấy nét được. Đây made in Japan đó ha anh em, nói chung là trong lốc có da băng đó. Giờ anh em cứ kiểm tra nha, em không có lấy nét được rồi. Tum liền tum nhôm nha. Gabit dòng dập nổi luôn nha anh em, dòng đời cao mới dập được kiểu này nha. Con này là cái ốp lưng, ốp đe, ốp le, ốp eo nè, ốp eo là zin của nó nè, Gabit luôn, cực kỳ mềm luôn nha anh em. Nó giống như cái nệm mà ở nhà mình nằm vậy đó, cực kỳ mềm luôn. Cái này anh em cắt mà anh em tì vào cái eo là không bao giờ thấy đau luôn. Láp đầu bò đầy đủ mình hết ha. Con này cái tay là tay zin nha, nó hơi xấu xíu mà được cái là zin nha, rất là chắc chắn luôn á. R13 giá 1,9 triệu. R14 nổ quá giòn ha anh em, dây giật trắng tươi, ôi ôi quá trời trắng, ra ngoài này cũng trắng nè, quá mới luôn ha. Bình xăng zin nè cũng còn mới xuất sắc luôn nha, con này hàng như hàng thùng luôn. Ra ngang nha anh em, tum liền tum nhựa, ôi ôi nó trắng xuất sắc, cộng dây giật nó trắng mà cái tum nó cũng trắng luôn anh em ơi. Con này hàng như hàng thùng luôn. Dòng này dòng Ryobi, đời máy của thằng Komatsu nha anh em. Con này tay đôi ha, láp trắng cỏ đầu bòi đủ nè, tem mát còn đầy đủ luôn nha anh em. Con này hàng như thần thùng luôn á, quá trời đẹp, xuất sắc ha. 34 ly, 26cc, chợt trợ lật luôn. R14 giá 1,9 triệu, hàng này hàng như mới luôn. Con này là đập cước này kia là ngon lành luôn nha anh em. Cuối cùng R15 là con Mitsubishi TB26 nha, nòng 34 ly, 26cc, chụp giật là trợ lực nè. Bình xăng lớn zin ha, họng là họng quay lên nha anh em. Bình xăng con hai kim, le tự động. Lốc là dập mắt in Japan đầy đủ nè. Tum liền tum nhôm nha. Ốp eo cũng là ốp eo xịn luôn nha anh em. Ha, dòng này anh em cắt là giống như con Gubin nè, con Gabit nãy gì đó. Tì vào eo là cắt là không biết bao giờ biết đau luôn. Số xe ghi trên láp còn nè anh em. Này cái láp này sản xuất là năm 2008 nha. Suzuki còn nè, mà tem mát nó còn dính khắn luôn nha anh em. Rất là chắc chắn nha. Con này là xài mũi tai lọt nha, giúp cho anh em cắt trong thời gian lâu dài sẽ đỡ mũi tai. Ga giữ zin nè. Công tắc là công tắc trên tay luôn ha, cực kỳ tiện lợi luôn. Trắng cỏ đầu bò đầy đủ nguyên zin nguyên bản nha. Nói chung là máy đây thì em đã dọn nổ rồi, là về anh em chỉ việc là xăng pha nhớt mà anh em đổ vô anh em xài thôi, chứ không cần phải làm gì hết. Phụ tùng thì em đã đi kèm theo cho mình luôn rồi ha. R15 giá 2 triệu nha anh em, quá đẹp. Nguyên dạng còn mới ha. Rồi hôm nay em lên cho anh em 15 con. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.